Nghe rõ, nghe rõ. Đó, đội trưởng không giỡn là sao? Alo, anh nói nghe rõ không? Anh nghe rõ từ đây chưa? Rồi, nghe rõ, nghe rõ. Ok, ok. Không thấy mặt trời đó rồi đó, bay người chụp rồi. Alo. Không sao, cứ đưa đưa. Không lấy cái chân dài nó cầm rồi. Không phải đâu hả? Có ai có là đi lại sân chiến đi. Ừ, rồi chứ giờ là giao cho nè nha. Giao cho em nè. Đó, rồi em mới giấu đi giờ bên cây rồi. Nít nào em mà giao khác. Mình không có được sợ nữa. Nó được sợ. Thôi chạy đứng lại nha. Để cái thằng chân dài chạy nhanh nhất, nó chạy tùm lum. Đúng rồi. Để bộ chạy dữ lên đó. Chạy bộ chạy chạy á. Anh em mình phải chạy dữ thôi đó. Bây giờ là sao? Giờ thôi xong rồi đó để đi. Đi thôi. Bây giờ đi vòng vòng đi. Chia tản nó đi chứ đâu có phải đi một chỗ. Đi tản ra làm sao mà camera quay hết được tất cả mọi người. Dạ thì chạy lại để camera quay nữa. Chạy lại đi.